Xin chào mọi người, mời mọi người ăn bún bò với Thảo nha. Trong đây Thảo có cho sa tế, giờ nặng chanh vô. Sa tế vô cho nó cay. Rồi bữa nay Thảo ăn rau có bắp cải với lại salad, rau thơm, rồi rau răm nha mọi người. Có ngò gai nữa nè, mấy cọng ngò gai nữa. Thảo là có mấy món qua lại thôi. Bún bò, phở, hủ tiếu rồi bún riêu rồi vậy đó. Cái tô bún bò này cũng bình thường, chỉ có một cái đặc biệt là mọi người biết cái gì không? Đây, cục giò, cục thịt, cục sườn siêu to khổng lồ thôi. Ừ, chà bá luôn. Tô đặc biệt nha. Cái cục cục thịt này nó bự lắm mọi người. Siêu chất lượng luôn. Thảo sẽ chấm với lại nước mắm, ớt, chanh với lại tiêu nha. Rồi, Thảo ăn nha. Nói sao Thảo có mấy món ăn qua ăn lại hoài, tại biết nấu bao nhiêu đó mà. Chua, cay. Nóng quá đà. Bữa nay cái tô này rất cái màu, tại vì bình thường Thảo nấu bún bò mọi người hay nói là cái màu lợt quá, cho nên bữa nay Thảo bỏ qua đậm xí. Nè, nè, Thảo bỏ một điều mọi người. Cho một ít này vô cho nó đậm đà. Rồi, giờ Thảo ăn cục sườn nha. Chạy nước mắm lên. Thank you.
quá đã luôn. Cái cục xương bữa nay hấu hầm á, không có quá mềm. Cho nên mỡ mềm quá nó cũng không ngon mọi người. Còn dai dai vậy là mình nhai đã. Quá đẹp. Cay. Kẹp với miếng ớt. Cay là không bị cái ớt đó mọi người. Ớt đây nè. Cứng ngắc luôn. Nặng trĩu. Để mặn nhiều quá nó ăn cái miệng dính hoài mà nó sẽ bị béo quá mọi người. Không, còn ăn xếp. Thank you.
Nhà chú miếng ớt cay quá. Rồi, video học kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem và chào tạm biệt. Bye bye.